Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình nhá. Hôm nay mình sẽ chơi 6 tựa game tổng hợp đây. Đầu tiên mình sẽ chơi Aglim 3 trước đây. Rồi mình sẽ vào game mình nhá. Chúng ta sẽ thấy sơ đoạn trailer này, thì mình sẽ cho màn tô độ sáng lên. Confused, boy. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. You don't release it. I'm gonna fry your brain with a shotgun that I made myself. Do you really think I know who you're talking about? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot. Bách của chúng ta đang bị là vừa ăn được con kem đó các bạn. Very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you anyway. Ôi, chúng ta sẽ phòng chạy ở đằng sau nhé. Rồi sẽ tới shopping đầu tiên này. Mình sẽ lên trên đây lấy một món đồ nhá. Sau đây sẽ có một cần câu này. Rồi sẽ câu cá ở đây nhá. Và hy vọng là sẽ câu được một con nào đó rất là to luôn. Không được nhỉ. Rồi mình sẽ di chuyển sang chỗ này nào. Ui. Ok. Thôi bây giờ mình sẽ đi cho thú cưng của mình ăn, mà chỉ là một cá sấu thôi bạn ạ. Yeah.
Thôi mình sẽ chuyển qua game tiếp theo đây. Game đây Slim Cup 2 nhé. Mình sẽ làm nhiệm vụ thật là nhanh cho bên này luôn. Ui. Formerly. Hello, hello anh bạn. Tôi sẽ tới chỗ Tata nhá. Đây, chúng ta sẽ đi vào trong đây để tìm kiếm một con người gỗ. Ok, vậy là mình đã đủ 5 món đồ rồi. Và mình sẽ chờ ông ấy chế tạo con đường cho mình nhé. Good luck. Yes. Mình sẽ đợi kia khi ông quay lại đây. Đấy, ôi bị thâm niên các bạn ạ. Mình sẽ chuyển qua game tiếp nha. Ở game PvZ này đi. No. Level 7 rồi. Mình sẽ trồng cây trước.
kia càng ngày một đông các bạn ạ. Rất là một dùng bia luôn. Rồi, lần này sẽ xuất hiện nhiều vương bia luôn các bạn. Ok, mình được cái chopper kìa. À, mình sẽ chuyển qua game đây, game ma kinh dị nhá. Thank you.
Mình sẽ tìm những món đồ để thoát ra khỏi ngôi nhà ma bạn ạ. Không có gì trong đây nhỉ? Ui, một cái buji kìa. Đây cũng chẳng có gì đâu. Hello, hello. Chào gì rồi? Tờ mình đã được cái buji ấm rồi. Quay được cái sợ cậy kìa. Quay một bình xăng. Mình sẽ tiêu diệt con quái vật này nhá. Các bạn lại thấy hồn ma rồi này các bạn. Đấy, úi giò rồi. Ôi. Hôm mình sẽ chuyển qua game Sinh viên Tsunami các bạn. Ngoài cũng phải bật kìa. Chúng ta đã giành chiến thắng. Chúng ta sẽ tìm kim cương nhá. Wow, nhiều xe quá.
Ôi, dừng lắm mà em rồi. Còn hai anh ấy không biết đâu. Chán không nên nói các bạn ạ. Mình sẽ qua game từ lên này này. Thôi mình sẽ dừng clip vậy thôi. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Bye bye các bạn.